Thưa quý vị và các bạn, chính sách quan tâm hỗ trợ người nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thể hiện đạo lý vô cùng nhân văn của dân tộc ta. Trong nhiều năm qua, cùng với sự chung tay của nhiều cá nhân tổ chức trong cả nước cũng như tỉnh Lâm Đồng, nhiều gia đình nghèo đã được giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau để từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều hộ nghèo cần lắm sự sẻ chia của cả cộng đồng, như gia đình anh Nguyễn Văn Dự, thôn 1, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ là một ví dụ. Cả hai vợ chồng anh Dự đều bị hạn chế khả năng lao động do có vấn đề về thần kinh. Cả hai anh chị đều không nhanh nhẹn, tính toán làm ăn được như người bình thường. Nên sau bao nhiêu năm thành vợ thành chồng, rồi có hai mặt con, cuộc sống họ vẫn nghèo đói, quẩn quanh. Gia đình họ sinh sống tận vùng sâu, người thân thương tình cho mảnh đất gần đường để dựng tạm ngôi nhà gỗ. Nhưng trong trận mưa bão vào cuối tháng 10 vừa qua, ngôi nhà siêu vẹo ấy đã bị vụt đổ hoàn toàn. Chiều mình nó mưa to thì buổi tối là nhà hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì là hai đứa con thì là nó đi ra ngoài quán mua gì thì là nhà thì là thấy nó răng rắc thì nhà xong bắt đầu thì nhà chạy xong thì nhà cháu với chú cái thì nó đổ sụt luôn thì nó đổ coi là người cũng may còn chạy kịp, không chạy kịp thì là nó đẹp vì hoàn cảnh gia đình nhà bị yếu ớt cái hoàn cảnh không có thì cũng khổ lắm, không ấy được, không vướng lắm nhưng mà không thể vươn lên được. May mắn chạy ra khỏi căn nhà sập và thoát chết, gia đình anh Dự đã trở về với sự hỗ trợ của anh em làng xóm gom góp đống đổ nát, dựng lại túp lều chưa đầy 20 m² để tá túc. Mọi sinh hoạt từ ăn ngủ vệ sinh của cả gia đình anh trong những ngày giông bão vừa qua chỉ có thể như thế này đây. Vì vậy con của anh chị nay phải đi sống nhờ nhà người này, mai đi ngủ nhờ nhà người khác. Thì vợ thì đau đầu, tức ngực, không làm được. Thế còn chồng thì là yếu. Thế thì chúng tôi thì ở hàng xóm đây thì trông thì cũng rất là cảm động, rất là thương mà cũng hiền lành, ăn ở thì hiền lành, không có quậy phá, không có gì. Thế nhưng làm thì chồng cặm cụi cả ngày được hơn 100 bạc, 120 bạc. Thế về thì coi như là cuộc sống nó rất là chật vật. Anh em thì bên nội thì cũng chả có cái gì, bên ngoại thì cũng chả có cái gì mà giúp đỡ. Tự được làm, cho nên là không thể vươn nổi được mà làm là một cái gì. Hai đứa con của anh Dự hiện nay đã bỏ học để đi kiếm sống. Anh chị là người dân chuyển từ vùng xa đến nên cũng chưa được giao đất canh tác. Cả nhà cứ cầm cùi làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Nhưng do anh sức khỏe kém, bệnh thần kinh khiến chị không được minh mẫn, nên tiền công kiếm được cũng rất thấp, không đủ để trang trải ăn uống, thuốc men, nói chi là làm nhà cửa. Riêng người hộ nhà anh Dự đây thì cũng vừa rồi là có cái cơn bão nó đột ngột bị đổ, nên địa phương thì cũng rất là quan tâm đặc biệt, rồi là cũng đề nghị là huyện là đang làm từng tờ trình đề nghị huyện là hỗ trợ trước mắt là về gạo để là ổn định lương thực cho gia đình có lương thực ăn uống để lao động. Còn về nhà theo quy định 3 thì vừa rồi là huyện cũng phân bổ cho xã được 2 căn. Xong rồi là một số địa phương khác thì họ không thực hiện, cho nên là chuyển thêm 4 căn nữa là được 6 căn. Thì cũng vừa rà soát triển khai xong. Thì cái căn nhà này nó đổ lại sau cái rà soát đó. Nhưng địa phương cũng quan tâm là đề nghị là gia đình là cố gắng là tạo điều kiện là huy động cái nguồn của là bà con anh em. Rồi là tạm thời là xây dựng trước. Rồi sau đó thì sẽ quan tâm là cái nguồn vốn theo quy định 3 là sẽ tạo điều kiện là vay ngân hàng chính sách 2 năm triệu. Rồi là theo quy định 3 là tỉnh quyết định hỗ trợ 5 triệu và đề nghị là các cái nguồn khác, đặc biệt là cái nguồn huy động là vì người nghèo thì cũng chỉ đạo là mặt trận Tổ quốc là quan tâm phối hợp. Xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ hiện có trên 120 hộ nghèo, chiếm 12,6% và 12 hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó đã có 6 hộ đã được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hộ để làm nhà. Và trước khi rà soát, hộ gia đình nhà anh Nguyễn Văn Dự, thôn 1, xã Mỹ Đức lại chưa đủ điều kiện để nhận sự hỗ trợ trên. Tuy nhiên, do nhà anh Dự bị bất ngờ sập đổ trong trận mưa bão, nên hiện gia đình anh đang rất gặp khó khăn về nhà ở. Địa phương cũng chưa thể chủ động được nguồn ngân sách hỗ trợ kịp thời. Đôi mắt thẫn thờ của đôi vợ chồng nghèo đang khắc khoải mong chờ những bàn tay chia sẻ, cảm thông từ nhiều nguồn khác nhau để sớm ổn định cuộc sống, để gia đình anh chị khỏi co ro những đêm đông không nhà.
tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường tuyên truyền quảng bá xúc tiến thu hút khách.